Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết Nga sẽ tạm thời giới hạn việc xuất cảng dầu diesel và xăng. Đó là một trong những cái tin mới nhất. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Bloomberg cho biết Nga, một trong những quốc gia chính trên thế giới sản xuất dầu diesel ở trong thị trường của thế giới, và tạm thời sẽ giới hạn việc xuất cảng cái thị trường dầu thô và kể cả dầu diesel cũng như là xăng để ổn định cái gọi là giá xăng nội địa. Việc mà giới hạn tạm thời này sẽ là thúc đẩy cái thị trường và trong đó sẽ quay trở lại với cái giá bình thường cho giới tiêu thụ. Đó là một trong những phát ngôn viên của chính phủ Nga đã đưa ra, và tập tài liệu này đã được ký bởi thủ tướng của Nga là Mikhail Mishustin, trong đó cho biết rằng là sẽ thúc đẩy cái việc mà giá dầu thô cũng như là giá xăng và giá dầu diesel tăng hơn. Đây được xem là một trong những quyết định của Nga khi mà quyết định là giảm đi việc xuất cảng các loại xăng cũng như là dầu diesel, cùng với việc mà sau khi mà Nga đã họp với lại Saudi Arabia, được xem là quốc gia lớn nhất sản xuất về các cái sản phẩm liên quan tới dầu khí. Chính phủ Nga trước đây vẫn tiếp tục duy trì các cuộc họp với những quốc gia sản xuất dầu hỏa và quyết định là sẽ giảm đi cái phần xuất cảng dầu thô và vào cuối năm nay. Vào tuần trước thì ông Tổng thống Vladimir Putin nói rằng là các viên chức của các công ty đã đồng ý là sẽ có những cái hành động trong tương lai, và trong đó họ cảnh báo là sẽ giảm đi tất cả tình trạng xuất cảng dầu thô cũng như là các cái nguồn nhiên liệu để mà có thể duy trì được cái giá cả hiện nay. Gần như là giá dầu thô đã lên hơn 90 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, và theo tính toán có thể sẽ vượt quá ngưỡng cửa 100 Mỹ kim. Đây được xem là một trong những cái quyết định của Nga và có thể sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường tiêu thụ năng lượng của thế giới, và trong đó nhiều quốc gia sẽ bị thiếu hụt về vấn đề xăng dầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ấn Độ đã ngưng chia cái dịch vụ gọi là cấp chiếu kháng ở tại Canada sau khi mà có cảnh cái gọi là sát hại một công dân Canada. Bản tin từ New Delhi cho biết thì cái cơ quan gọi là cấp chiếu kháng của Ấn Độ tại Canada đã ngưng lại dịch vụ của họ vào ngày thứ năm sau khi mà có một cái sự chỉ trích mạnh mẽ mà Canada nói rằng là phía Ấn Độ có thể đã liên can tới việc sát hại một công dân của Canada. Căng thẳng giữa Ottawa và New Delhi đã trở nên căng hơn sau khi mà Thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau trong tuần này nói rằng là có những cái cáo buộc đầy tín dụng, tức là có khả tin là chính quyền của Ấn Độ đã liên quan tới vụ ám sát một lãnh đạo ly khai nhóm người Sikh ở tại lãnh thổ Canada. Ông này có tên là Hardeep Singh Nishar, 45 tuổi, vốn là một công dân Canada đã bị truy nã bởi chính quyền Ấn Độ trong nhiều năm nay, và ông ta đã bị bắn ở bên ngoài một cái đền thờ ở tại Surrey bên ngoài của Vancouver. Và việc cáo buộc này của Trudeau đã đưa ra vào ngày hôm kia, và trong đó dẫn tới cái cuộc gọi là khẩu chiến giữa chính quyền của Ấn Độ và chính quyền của Canada, sau khi mà chính quyền của Canada nói rằng dựa trên các tin tức tình báo khả tín của họ thì đứng sau vụ ám sát này là chính quyền của Ấn Độ. Điều quan trọng nhất là phía Ấn Độ đã có những cái hành động hoạt động trên lãnh thổ của Canada, vi phạm chủ quyền của Canada. Và trong một cái thông cáo báo chí từ phía Ấn Độ đưa ra là bắt đầu từ và sẽ có mà hiệu lực ngay ngày hôm nay, ngày 21 tây tháng 9, thì những người mà xin visa tức là từ Ấn Độ sẽ bị ngưng lại cho tới khi mà có thông báo mới, và tất cả những cái việc mà cấp chiếu kháng vào Ấn Độ từ Canada sẽ không được giải quyết. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của phía Ấn Độ đưa ra, và trong đó thì theo dữ liệu của phía Canada cho biết có khoảng 80.000 người đang chờ đợi cho cấp chiếu kháng vào Ấn Độ, và cái cơ quan đặc trách về đối ngoại của Ấn Độ đã không cho biết gì trên. Trước đó thì cái văn phòng của Canada tại New Delhi cho biết trong một bản statement vào ngày thứ năm là văn phòng tổng lãnh sự của họ tại Ấn Độ vẫn tiếp tục mở ra và vẫn tiếp tục phục vụ cho khách hàng. Tuy nhiên thì phía Ấn Độ đã ngưng lại chuyện này. Đây được xem là sự căng thẳng mới nhất giữa Ấn Độ và Canada trong việc mà liên quan tới sát hại một công dân Canada. Ông này là một người gốc Ấn Độ và có
tham gia vào cái phong trào ly khai của người Sikh ở tại Ấn Độ, và chính quyền Ấn Độ đã truy nã ông này trong nhiều năm. Và việc ám sát này đã diễn ra tại một ngôi đền thờ ở bên ngoài ngoại ô của thành phố Vancouver. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ba Lan sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Đó là lời khẳng định của Thủ tướng Ba Lan. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng của Ba Lan là ông Mateusz Morawiecki loan báo vào ngày thứ Tư là quốc gia của ông sẽ tạm thời ngưng lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Quyết định này diễn ra sau khi bà Warsaw đã cho mời đại sứ của Ukraine lên để than phiền về vấn đề gọi là xuất cảng ngũ cốc. Thay vào đó, trước đây thì Ba Lan là quốc gia đã hỗ trợ rất mạnh mẽ vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên thì họ đã bắt đầu có những cái phiền phức khi mà Ukraine đã bị ngưng xuất cảng cái ngũ cốc của họ trên vùng Hắc Hải và xuất cảng qua con đường Âu Châu và qua các quốc gia của Ba Lan và Hungary. Do đó thì gây ảnh hưởng cho giới nông gia của phía Ba Lan. Chúng tôi sẽ không chuyển vũ khí cho Ukraine bởi vì chúng tôi đã được hiện nay cần phải trang bị vũ khí cho Ba Lan và chúng tôi cần có thêm những vũ khí hiện đại hơn. Ông Morawiecki đã phát biểu như trên trong một cuộc họp báo ở tại Ba Lan. Và nếu quý vị muốn bảo vệ cho quốc gia quý vị có thể tự bảo vệ cho quốc gia quý vị. Và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được trong cái vấn đề của chúng tôi hỗ trợ cho quý vị. Thêm vào đó thì việc này đã diễn ra thì hiện nay Ba Lan đang có khoảng 1 triệu người Ukraine đang tới lánh nạn và họ trước đó đã được sự hỗ trợ của chính quyền Ba Lan. Biến chuyển này diễn ra sau khi mà ông Zelensky đang phát biểu trên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và ông lên tiếng và nói rằng việc mà hỗ trợ quân sự cho Ukraine là cần thiết chống lại sự xâm lăng của Nga. Tuy nhiên, việc mà xuất cảng ngũ cốc của Ukraine bị giới hạn ở vùng Hắc Hải và phải đi qua các ngõ Âu Châu đã khiến cho giới nông gia của các quốc gia ở Trung Âu và Đông Âu đã gặp khó khăn khi mà tình trạng bán phá giá ngũ cốc tại đây và họ đã khiếu nại với Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, phía Liên hiệp Âu Châu vẫn chưa có đưa ra một quyết định nào và Thủ tướng của Ba Lan đã mô tả đây là điều gây nguy hiểm cho cái giới nông gia của phía Ba Lan và họ sẽ ngưng lại việc cung cấp vũ khí này. Tôi đã cảnh cáo chính quyền của Ukraine, ông Morawiecki cho biết, bởi vì họ đã gia tăng những cái cuộc tranh chấp này. Chúng tôi đã hỗ trợ họ rất nhiều và chúng tôi cần phải bảo vệ cho những nông gia của chúng tôi trước tình trạng mà tràn ngập ngũ cốc của Ukraine ở tại lãnh thổ Ba Lan và khiến cho những nông gia của chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Đây được xem là quyết định mới nhất của Ba Lan đưa ra sau khi vào tháng 5, Liên hiệp Âu Châu đã ban lệnh cấm các cái ngũ cốc từ ở Ukraine thông qua các quốc gia gồm có Hungaria, Romania, Slovakia và Ba Lan tạm thời để mà bảo vệ cho các nông gia ở địa phương trước tình trạng mà ngũ cốc của Ukraine đã tràn ngập tại đây. Ukraine và Nga là hai quốc gia chiếm 1/3 lượng xuất cảng lúa mạch trên thế giới và lệnh cấm này đã được đưa ra từ ngày 15 Tây tháng 9 và Liên hiệp Âu Châu gần như là đang tranh đấu để làm sao có được một cái giải pháp ôn hòa cho các quốc gia nằm trong thành viên của Liên hiệp Âu Châu và tình trạng hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một bản tin khá đặc biệt là chính quyền của Ukraine đã ngưng lại một người phát ngôn viên quân đội thuộc thành phần chuyển giới và lại không phải là công dân của Ukraine. Giới quân sự của Ukraine loan báo vào ngày thứ Tư là một người chuyển giới Hoa Kỳ là phát ngôn nhân có tên gọi là Sarah Aston Cirillo, người đã phục vụ trong vai trò là một trung sĩ ở tại Ukraine đã bị ngưng lại tất cả các cái việc cho phép người này trở thành một nhân vật phát ngôn viên của lực lượng quân sự của Ukraine ở trên mạng xã hội, bao gồm luôn sự chỉ trích của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là JD Vance. Trước đó thì trong tuần này, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho Aston Cirillo, người được xem không phải là công dân của Ukraine nhưng lại phục vụ trong vai trò là một thông dịch viên trong quân đội, là phải xóa bỏ cái vị trí của bà này. Và trong bản statement đưa ra thì trung sĩ Aston Cirillo trong thời gian gần đây không được chấp thuận bởi văn phòng của Bộ Chỉ huy và trong đó không thể đại diện cho phía của quân đội của Ukraine. Và việc này đã dẫn tới cái việc mà chỉ trích của ông JD Vance khi mà bà này đã đưa lên trên mạng xã hội, trong đó bà ta đã lên tiếng và có một cái hành động được xem là ngôn ngữ đầy sắc máu đối với lại phía của Nga và gần như là bà ta này là một người đại diện cho phía của quân đội Ukraine. Tuần tới thì cái hàm răng của những con ác quỷ Nga sẽ bị rơi xuống một cách thê thảm khi mà họ tìm cách gọi là tấn công và họ sẽ bị dập tắt bởi cái hệ thống tuyên truyền của Điện Kremlin để mà bảo vệ cho tội ác của họ. Bà này đã nói trong một đoạn video và những con gọi là những công cụ của Putin sẽ là những kẻ bị xử đầu tiên và
cái tội ác chiến tranh của Nga và cái hệ thống chuyên tiền này sẽ bị săn lùng và chúng tôi sẽ đem công lý lại cho người dân của Ukraine và chúng tôi sẽ thực hiện sứ mạng này trong niềm tin của Thượng Đế, sự giải phóng và hoàn toàn giải phóng Ukraine. Đây là lời phát biểu của bà này đã được đưa ở trên cái trang mạng xã hội và ngay sau đó thì bà này đã từng viết thư cho phía của Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin và Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken cũng như là Giám đốc Cơ quan Tình báo Avril Haines. Trong đó thì ông JD Vance là Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã lên tiếng đòi hỏi bất kỳ một cái thông tin nào từ những người này khi mà cái vai trò của cái Austin Cirillo ở trong cái vai trò là đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây đã có một đoạn video đưa lên và trong đó nói bằng tiếng Anh và nói rằng đây là phát ngôn viên của lực lượng quân sự Ukraine. Ông JD Vance đã viết như trên và trong đoạn video này cá nhân có tên là Sarah Austin Cirillo dường như là đã nhìn thẳng vào camera và đe dọa có những hành động bạo động cho những ai mà chỉ trích hoặc là tuyên truyền cho chính phủ của Nga. Và đoạn video này cho thấy rằng là có một cái thông tin không chính xác và chúng tôi cần biết được vai trò của Austin Cirillo. Ngay lập tức thì chính quyền của Ukraine đã đưa ra thông báo và nói rằng Cirillo không phải là công dân của Ukraine. Và trước đây thì bà này đã bay tới Ukraine vào tháng 3 năm 2022 với một cái đơn là tị nạn ở tại Ukraine. Tuy nhiên sau đó thì bà ta đã gia nhập quân đội và trở thành phát ngôn viên cũng như là thông dịch viên của quân đội Ukraine. Tuy nhiên thì vai trò của bà ta lại không được thừa nhận hợp pháp bởi bộ chỉ huy của lực lượng quân sự Ukraine. Nay thì bà ta đã bị ngưng lại tất cả chức vụ này. Đây là một người đàn ông chuyển giới thành phụ nữ và trở thành một phát ngôn viên của quân đội Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, bản tin quốc tế cho biết thì Tổng thống Bashar al-Assad của Syria sẽ gặp gỡ Tập Cận Bình lần đầu tiên trong chuyến viếng thăm gần 20 năm. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Tập Cận Bình của nhà nước Cộng sản Trung Quốc sẽ gặp gỡ với lại ông Tổng thống của Syria là Bashar al-Assad ở bên lề của cái hội nghị về Á Châu và trong đó các nhà lãnh đạo Ả Rập sẽ bay tới Trung Quốc lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua. Tập Cận Bình sẽ chủ trì và đó có một buổi tiệc đón chào đối với lại ông Tổng thống của Syria và Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã cho biết vào ngày hôm qua. Và ông Assad sẽ tới để tham gia vào một cái trung tâm về kỹ thuật nằm ở phía đông của Trung Quốc thuộc thành phố Hàng Châu. Và trong đó ông ta dự tính sẽ tham gia vào cái buổi lễ khai mạc của cái chương trình này. Và trong đó nó đã vốn bị ngưng lại vào năm ngoái vì tình trạng của đại dịch. Và phái đoàn của Syria có mặt ở tại Trung Quốc bao gồm luôn cả bộ trưởng đặc trách về kinh tế và mậu dịch cũng như là một số những viên chức khác tham gia vào trong cái chương trình này gồm có một số những quốc gia tại Á Châu. Trong đó có Nam Hàn, Campuchia, Nepal, Kuwait, Đông Timor, Malaysia cũng sẽ bay tới Trung Quốc trong tuần này để tham gia vào cái trung tâm về kỹ thuật của Hàng Châu. Trong đó thì phía Trung Quốc cho biết là họ đang gia tăng các nỗ lực của họ tại Trung Đông, đặc biệt là vấn đề mà họ đã có một cái hành động được xem là trung gian hòa giải giữa Iran và Saudi Arabia vào tháng 3. Và trong cái cuộc chuyến viếng thăm tại Bắc Kinh của ông Tổng thống của Palestine là ông Mahmoud Abbas vào tháng 6, Tập Cận Bình đã bắt đầu có những tăng cường cái vai trò của họ tại Trung Đông và Trung Quốc gần như đang tìm cách vẽ lên một cái hình ảnh của họ là một trung gian để hòa giải tại Trung Đông. Và ông Assad lần cuối cùng mà viếng thăm Trung Quốc là năm 2004 và 4 năm sau đó thì ông ta đã trở thành tổng thống và ông ta đã gặp gỡ với lại lãnh đạo thời đó của Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào. Và đây là lần đầu tiên mà ông ta viếng thăm Trung Quốc trong vai trò là tổng thống và khi mà đôi bên đã có mối quan hệ từ năm 1956 và chính quyền của Syria đã bị cô lập sau khi mà ông Bashar al-Assad đã dập tắt cuộc trỗi dậy của phía đối lập sau cái biến cố gọi là mùa xuân Ả Rập năm 2011 và kể từ đó đến nay thì gần như ông ta đã không rời khỏi Syria và Trung Quốc và Nga đã rất nhiều lần ngăn chặn lệnh cấm vận đối với ông Bashar al-Assad tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và trong đó họ đã phản đối việc Âu Châu và Hoa Kỳ đơn phương gọi là có những hành động cấm vận đối với ông ta. Đây được xem là một trong những chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Bashar al-Assad gần 20 năm khi ông ta trở lại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Nam Hàn đã ban lệnh cấm vận đối với những quốc gia và những cá nhân nào đã có dịch vụ mua bán vũ khí với lại Bắc Hàn. Bản tin từ Seoul, Nam Hàn cho biết thì phía Nam Hàn đã ban lệnh cấm vận và trừng phạt kinh tế với 10 cá nhân và ít nhất là 2 công ty
có liên hệ tới cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và vũ khí buôn bán vũ khí với Bắc Hàn ít nhất ở ba quốc gia bao gồm luôn cả Nga, theo tường trình của Bộ Ngoại giao của Nam Hàn đưa ra. Và Bắc Hàn, Bộ trưởng Quốc phòng của họ đã gặp gỡ với lại một số viên chức của Nga trước đây, và bây giờ thì một số những người này đã bị lệnh cấm vận. Và lệnh cấm vận này nhắm vào việc mà Bắc Hàn đã có những hành động gọi là bất hợp pháp, đe dọa tới cái nền an ninh trên toàn cầu, hòa bình và ổn định trên bán đảo của Đại Hàn, theo tường trình của Bộ Ngoại giao Nam Hàn đưa ra. Lệnh cấm vận này nhắm vào bốn cá nhân và hai công ty có liên hệ tới chương trình trao đổi vũ khí với Bắc Hàn ở ba quốc gia, trong đó bao gồm luôn cả Nga và Slovakia. Một công ty của người Slovakia có tên là Verso SRO cùng với giám đốc của công ty này là Absor Mikishap của Slovakia, theo tường trình cho biết. Và Bộ Ngoại giao cũng không cho biết thêm chi tiết về những loại vũ khí nào đã được mua bán và trao đổi. Lệnh cấm vận này của nhắm vào cái Bộ Quốc phòng của Bắc Hàn, và Tổng tham mưu trưởng của lực lượng quân sự này chịu trách nhiệm về vấn đề phát triển vũ khí nguyên tử và các chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và đồng thời lệnh cấm vận này đã được đưa ra sau khi mà Tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon Suk-yeol đã lên tiếng và nói rằng sẽ có một cái sự khiêu khích trực tiếp nếu như mà Nga giúp đỡ cho Bắc Hàn trong chương trình vũ khí của họ, và ngược lại đổi lại Bắc Hàn sẽ cung cấp các cái đạn dược cho phía của Nga dùng trong cuộc chiến tại Ukraine. Lời phát biểu của ông Yoon đưa ra ở trên Đại hội đồng Liên Quốc và trong ngay sau khi mà nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã có một chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày tới nước Nga vào tuần trước để thảo luận về tất cả những vấn đề hợp tác với quốc phòng với lại ông Tổng thống Nga là Vladimir Putin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nghị viện của Nam Hàn đã chấp thuận cho một cái lệnh truy nã bắt giữ đối với nhà lãnh đạo đối lập. Đó là bản tin mới nhất. Bản tin từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì các nhà lập pháp của Nam Hàn đã chấp thuận một cái nghị quyết, và trong đó là sẽ cho phép đưa ra cái lệnh truy nã đối với nhà lãnh đạo đối lập ở tại quốc gia này. Trong đó thì ông này đang bị truy tố về một số những cái tội lạm quyền và tham nhũng. Thành viên của nghị viện của Nam Hàn đã đưa ra cái đạo luật này và cho phép bắt giữ một lãnh đạo của đảng Dân Chủ, tức là đảng đối lập có tên là Lee Jae-myung. Và cùng là một trong nhà với tổng số phiếu mà họ bỏ xuống là 295 phiếu trên 149 phiếu, và điều này có nghĩa là ông cái tiến trình của ông này sẽ bị ngăn chặn và ông ta sẽ bị truy nã và bị bắt giữ bởi chính quyền Nam Hàn. Trước đó thì ông này đã có một cái cuộc biểu tuyệt thực để mà phản đối những chính sách của ông Yoon Suk-yeol, và một số thành viên của đảng Dân Chủ đã lo ngại ông Lee sẽ trở thành một nhân vật được xem là bị bức hại chính trị khi mà ông ta tập trung vào cái cuộc bầu cử vào tháng 4 năm ngoái, và ông ta đã thua cho ông Tổng thống Yoon Suk-yeol, tức là đảng bảo thủ của Nam Hàn. Và ông Lee đã bị kết án vào bị truy tố vào tháng 3 trong các tội bao gồm luôn cả việc mà ông ta nhận hối lộ. Vào tháng 8 thì các công tố viên đã truy tố ông Lee cùng với lại một cái nhóm thứ ba khi mà thực hiện cái tiến trình hối lộ qua một công ty và chuyển số tiền lên tới 3 triệu Mỹ Kim cho phía của Bắc Hàn trong lúc mà ông ta viếng thăm Bình Nhưỡng, và hãng thông tấn Yonhap đã cho biết như trên. Ông Lee đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này và nói rằng ông ta đang bị bức hại chính trị và cái án truy tố của ông ta là có cái động cơ chính trị, và ông ta đã thực hiện một cuộc tuyệt thực kéo dài 3 tuần lễ qua để phản đối những chính sách của ông Yoon Suk-yeol, và giờ đây ông ta đang nằm trong bệnh viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình chính trị tại Nam Hàn. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết rằng là nền kinh tế của Nhật Bản đang đối diện với nguy hiểm, và không những nền kinh tế của Nhật Bản và kể cả nền kinh tế trên toàn cầu đang đối diện với sự nguy hiểm. Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida đã lên tiếng và cam kết rằng sẽ đưa ra một số những cái dự luật về kinh tế trong tuần tới, một bí chuyển cho thấy rằng là có vẻ như ông đã bị thất bại trong vấn đề kinh tế và đang vẽ lên một cái hình ảnh giữa lúc mà đồng yen đang bị suy yếu. Phát biểu với các thông tin viên ở tại New York, nơi mà ông đã có cuộc phát biểu ở trên Đại hội đồng Liên Quốc, ông Kishida lên tiếng cảnh báo rằng nền kinh tế của Nhật Bản vẫn còn bất ổn, và trong đó thì nền kinh tế của nhiều quốc gia khác cũng đang trong tình trạng gọi là bất ổn. Chúng ta đang nhìn ra được một số những vấn đề và nền kinh tế Nhật Bản vẫn chưa được ổn định, và trong một cái chương mới và trong nhiều thập niên nó đã bị tốn rất nhiều trong vấn đề bị lạm phát và chi phí cao. Chúng ta phải cắt giảm để thúc đẩy nền kinh tế và làm cho đồng yen không bị suy yếu. Đây được xem là lời phát biểu khá mạnh mẽ và cảnh báo của ông Fumio Kishida giữa lúc mà tình hình quốc tế đang bước vào cơn suy thoái. Trong đó thì bản tin mới nhất cho biết
Từ Nhật Bản thì tình hình của Nhật Bản cố gắng đạt được cái mục tiêu tổng sản lượng nội địa của họ lên tới 2%. Tuy nhiên thì các ngân hàng của Nhật Bản đang chắc rằng là cái giá cả về lương cũng sẽ bị duy trì và sẽ không thể tăng hơn, nếu như mà tình trạng tăng lương sẽ dẫn tới một cái sự lạm phát khác. Đây được xem là một trong những lời nhận định mới nhất của ông Fumio Kishida đưa ra, và ông cảnh báo rằng nhiều quốc gia tại Á Châu và các khu vực ở Nam bán cầu sẽ đối diện với nỗ lực khó khăn hơn khi mà đối diện với nền kinh tế bị suy thoái trên toàn cầu. Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất của ông Fumio Kishida đã đưa ra trên diễn đàn của Liên Hiệp Quốc đang diễn ra trong tuần này, trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và ông nói rằng các quốc gia giàu có cần phải làm việc chung với nhau để đưa ra một cái giải pháp có thể giúp cho nền kinh tế toàn cầu tránh được một cơn suy thoái lớn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu và của Nhật Bản ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một phái đoàn chính trị của Úc đã bay tới Washington DC để đưa một cái thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Julian Assange, được xem là nhà sáng lập của trang mạng Wikileaks. Bản tin mới nhất cho biết thì một phái đoàn chính trị của Liên bang Úc đang có mặt ở tại Washington DC, và họ sẽ thúc giục chính phủ Hoa Kỳ là phải trả tự do cho ông Julian Assange, nhà sáng lập của công ty Wikileaks. 6 nhân vật chính trị của Úc bao gồm luôn cựu là lãnh đạo ở quốc gia là Barnaby Joyce, cùng với lại lãnh đạo của đảng lao động là Tony Zappia, cùng với là một số những nhân vật khác của các đảng độc lập gồm có Monique Ryan, nhân vật của đảng cấp tiến là thượng nghị sĩ Alex Atik, cùng với lại hai thượng nghị sĩ khác của đảng Green là Peter Wish Wilson cũng như là David Sobrick đã bay tới thủ đô của Hoa Kỳ, và họ đã lên tiếng và yêu cầu phải ân xá cho ông Julian Assange, và họ sẽ gặp gỡ với lại phía đảng Dân Chủ là ông Jim McGovern, gọi là đảng Dân Chủ của Massachusetts, và gặp gỡ với bà dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ thuộc phe ngồi Hồi giáo là bà Ilhan Omar trong ngày thứ Năm, để gia tăng về một cái liên minh ít nhất là có 64 cái nhà chính trị liên bang đang thúc đẩy việc trả tự do cho ông Assange. 9 trong số 10 người dân Úc tin rằng ông Julian phải được trở về nhà, và có rất nhiều người trong chúng tôi đồng ý rằng là chúng tôi phải có mặt tại Washington DC để gửi một thông điệp rõ ràng cho chính phủ của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ có tên là Antic đã nói với lại giới báo chí ở tại Washington DC, và ông Assange và những người ủng hộ chúng ta cũng đã áp lực với các nhà chính trị của Úc, bởi vì lúc đó ông ta làm việc trong tính cách là một ký giả, và các truy tố nhắm vào ông rõ ràng là một cuộc tấn công vào quyền tự do về báo chí. Họ đồng thời lên tiếng tranh luận rằng chính quyền của Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ ông Assange và tìm cách gọi là bịt miệng ông, trong khi đối phó không cho phép ông xuất hiện trước công chúng khi mà ông công bố một số những cái tin mật từ chính phủ Hoa Kỳ. Dân biểu Thomas Massie cho biết ông tin rằng ông Assange cần phải được đã bị trừng phạt quá mức. Người đàn ông này đã mất hết 10 năm và là ông ta đã bị trừng phạt. Đó là lời phát biểu của ông này, ông thượng nghị sĩ này, với lại đài truyền hình của Úc là ABC. Chúng ta nghĩ rằng phải có một cái giải pháp để đưa ra, và trong đó chúng ta phải tu chính lại và ngăn cấm tất cả những cái điều mà trừng phạt quá đáng. Đây được xem là một chuyến đi khá quan trọng của phái đoàn Úc bay tới phía của Hoa Kỳ để vận động trả tự do cho nhà sáng lập Wikileaks. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có tên gọi là 2758 không có giá trị để cho Trung Quốc có thể nói rằng Đài Loan là lãnh thổ của họ. Ít nhất là một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đưa ra quan điểm như trên. Lãnh đạo của Ủy ban đặc trách về đối ngoại của Thượng viện trong ngày thứ Tư đã lên tiếng và nói rằng việc mà Liên Hiệp Quốc thừa nhận cái nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cũng không có nghĩa là loại trừ đi cái vai trò của Đài Loan, và cũng không có nghĩa là chấp nhận là Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Thông trong bản thông cáo báo chí được công bố bởi chủ tịch của Ủy ban đặc trách về đối ngoại của Thượng viện là ông Bob Menendez, cũng như là thành viên cao cấp của Ủy ban là ông Jim Reese, thì nghị quyết này đã được đưa ra trong phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Quốc đang diễn ra ở tại New York. Năm nay đánh dấu năm thứ 52 kể từ khi mà Liên Hiệp Quốc thông qua cái nghị quyết gọi là 2758, trong đó thừa nhận chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính quyền hợp pháp tại Trung Quốc từ năm 1971. Tuy nhiên thì các thượng nghị sĩ cho biết đây là việc thừa nhận chính quyền Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là loại trừ Đài Loan ra khỏi cái
Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc và các thượng nghị sĩ lên tiếng tranh luận rằng cái chính sách One China Principle này nó khác biệt với lại cái chính sách của Washington là One China Policy, và nó không có bao gồm luôn lãnh thổ Đài Loan, và cũng như là trong đó là cho thấy là Trung Quốc đã có những cái sự lấp liếm và giải thích sai sai lạc cái nghị quyết 2758. Và theo thông cáo báo chí cho biết thì nghị quyết này vốn là không có giới hạn cái vai trò của Đài Loan ở tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác trên toàn cầu. Đây được xem là cuộc vận động khá mạnh của một số những người thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ và dân biểu của Hoa Kỳ vận động cho Đài Loan có được cái vai trò của họ ở tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và một số tổ chức quốc tế khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Đài Loan ngày hôm nay. Cùng một lượt liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, Đài Loan sẽ kết án tù 3 năm đối với những ai mà chụp hình quân đội của họ một cách gọi là không được cho phép. Chính quyền Đài Loan cho biết là những tấm hình chụp mà không được sự cho phép của giới quân đội có thể dẫn tới sự trừng phạt 3 năm tù theo tường trình của một cái bản kế hoạch được nộp trong nội các vào ngày thứ Năm. Và cái luật lệ mới này và cái chính sách mới này là sẽ nhắm luôn vào tất cả những cái drone theo tường trình của Đài Radio Đài Loan cho biết như trên. Và những cái drone này đã được bà điều khiển ở trên cao chụp hình và thu hình một số những cái hoạt động của giới quân sự Đài Loan, và trong đó bao gồm luôn các cuộc tập trận của Đài Loan. Và thiệt hại này sẽ khiến cho giới quân sự của Đài Loan có thể bị tiết lộ những cái hoạt động của họ. Và theo tường trình cho biết thì mức án phạt sẽ lên tới 10 triệu Đài Kim, tức là khoảng 311.000 Mỹ Kim, cùng với lại án phạt tù khá nặng là 3 năm nếu như họ mà có những cái hành động chụp hình hay là quay phim mà không có được sự cho phép của giới quân đội của Đài Loan. Đây được xem là một chính sách mới của Đài Loan nhằm ngăn cản tất cả những cái hoạt động về hình ảnh và video mà trong đó có thể được cung cấp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc về các hoạt động của giới quân sự Đài Loan. Đây là, và việc này đã được đề nghị ở trên cái nội các của bà Thái Anh Văn và đang được duyệt xét. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, Bộ trưởng đặc trách về mậu dịch của Anh Quốc đã có mặt tại Đài Loan để thúc đẩy các mối quan hệ song phương. Bản tin mới nhất cho biết thì đặc sứ về mậu dịch của Anh Quốc đã tới Đài Loan là ông Richard Faulkner, và trong đó ông sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương và tập trung vào việc hợp tác trong các kỹ thuật về năng lượng sạch. Ông Faulkner được xem là một thành viên của Hạ viện đặc trách về vấn đề mậu dịch, và ông đã được bổ nhiệm làm đại sứ mậu dịch từ Đài Loan năm 2016. Và theo thông cáo báo chí cho biết, ông đã tới gặp gỡ với bà tổng thống, và ông sẽ tới gặp gỡ với bà tổng thống Thái Anh Văn vào ngày thứ Hai 25 tây tháng 9, và cùng với lại bộ trưởng đặc trách về kinh tế của Đài Loan là Wang Wenhua. Và trong lúc mà ông có chuyến viếng thăm này, đây được xem là chuyến viếng thăm khá quan trọng của một nhân vật được xem là đứng đầu bộ mậu dịch của Đài Loan. Xin lỗi quý vị, của Anh Quốc, để thúc đẩy các mối quan hệ mậu dịch với Đài Loan và thúc đẩy các cuộc hợp tác về những kỹ thuật mới hiện nay ở trên chính trường quốc tế, bao gồm luôn cả semiconductor và việc phát triển AI. Đây được xem là một cái sự thắt chặt mới nhất và có thể gây ra sự nổi giận của Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, tân thủ tướng của Thái Lan tuyên bố là ông sẽ chấm dứt tình trạng gọi là sử dụng cần sa trong việc giải trí và chỉ đồng ý cho việc y tế. Tân thủ tướng của Thái Lan lên tiếng cam kết là ông sẽ giới hạn việc sử dụng cần sa và chỉ sử dụng trong mục đích y tế mà thôi, giữa lúc mà hàng ngàn cái cửa tiệm đã mở ra trên toàn quốc tiếp theo sau việc quốc gia này được xem là đã xóa bỏ cái án hình sự đối với những người mua bán cần sa, tức là cannabis, một năm trước đây. Chính quyền đang tìm cách gọi là định nghĩa lại cái chính sách về cần sa, và trong đó thì ông thủ tướng của Thái Lan đã lên tiếng và nói rằng cần phải viết lại cái luật này và cần phải hiểu rõ và định nghĩa rõ ràng. Cần sa có giá trị trong vấn đề y tế và không có giá trị trong cái vấn đề gọi là được giải trí. Trong đó thì ông thủ tướng là Srettha đã lên tiếng và nói rằng ông đồng ý trong 11 đồng ý trong 11 đảng liên minh của ông ta, và cần phải giới hạn việc sử dụng cần sa và làm cách nào chính quyền có thể quản lý vấn đề này một cách không được rõ ràng. Đảng Phiêu Thai của ông Srettha đã từng lên tiếng và có chiến dịch chống lại việc mà sử dụng cần sa một cách hợp pháp trong cuộc tranh cử hồi tháng 5 vừa qua.
Và trong đó, họ tuyên bố là sẽ tìm cách giới hạn cần sa và đã được sự đồng ý của các đảng liên minh. Và đây được xem là một trong những cái chính sách mới thay đổi của Thái Lan sau khi mà trước đó Thái Lan đã cho phép được hợp pháp hóa cần sa trong các lĩnh vực giải trí và y tế. Và điều này dẫn tới một cái tình trạng là hàng ngàn cửa tiệm bán cần sa đã mọc khắp nơi tại Thái Lan sau khi mà Thái Lan hủy bỏ án hình sự đối với lại ngành cái kỹ nghệ cần sa. Và giờ đây thì ông thủ tướng mới này cho biết là chỉ cho phép sử dụng cần sa ở trong các cái mục đích y tế, tức là chỉ có các bệnh viện và trung tâm y tế được sử dụng cần sa để điều trị cho bệnh nhân và không được phép sử dụng cần sa trong vấn đề giải trí. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và tạp chí này số thứ 7 ngày hôm nay sẽ có và sẽ được gửi đi trong tuần tới. Quý vị nào mà muốn có được những cái thiết bị điện tử hay là những cái ghế massage danh tiếng của Nhật Bản, những cái giường nệm chống đau lưng nổi tiếng của Ý, thì quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại trên màn hình của quý vị là 877-892-6999, 1877-892-6999, hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Quy Nguyễn, giám đốc điều hành của hệ thống Teletron, cũng như cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và đây là tạp chí duy nhất đầu tiên của người Việt chuyên về tin tức quốc phòng tại Á Châu, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ghi nhận lại tất cả hình ảnh chi tiết các cuộc đối đầu, các cái biến cố và các cuộc tập trận diễn ra tại đây. Quý vị có thể liên lạc để đặt mua tạp chí quốc phòng qua cái địa chỉ email trannhatphongdaodien@yahoo.com. trannhatphongdaodien@yahoo.com. Cảm ơn tất cả các khán giả và cảm ơn công ty Teletron. Và bây giờ thì lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị để chúng ta đi vào trong cái phần tin tức mỗi ngày của chúng ta nha. Wow. Cường quốc như Nhật còn phải công bố tình trạng kinh tế suy thoái, vậy mà không hiểu sao cái nền kinh tế yếu kém Việt Nam lại dám hân hoan tăng trưởng tốt. Thật sự quý vị, mức tăng trưởng của nền kinh tế của Việt Nam theo nhận định của IMF và của World Bank thì năm nay họ sẽ không vượt quá được 5% tổng số GDP của họ. Nhưng mà họ nổ là sẽ được 6% hay 7% gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà theo nhận định chính thức của World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới, và IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, họ cho biết tối đa mà nền kinh tế Việt Nam mức GDP sẽ là ở mức là 4.6% mà thôi. 4.6% hoặc dưới đó thôi, không hơn được. Nhưng mà báo chí cộng sản thì nó nổ dữ lắm nha. Rồi tiếp tục. Lúc này livestream của anh Phong bị YouTube giấu kín không báo luôn, phải đi tìm mới thấy. Nó bị từ mấy tháng nay rồi. Lúc trước thì nó báo lại, rồi bây giờ thì quý vị, nó lại bị tình trạng này. Tôi không biết là cái robot của YouTube như thế nào. Lần trước đó quý vị, nó không báo, rồi cái livestream của tôi không hiện lên luôn. Còn lần rồi sau đó đó quý vị, thì một khoảng thời gian dài thì nó bắt đầu nó báo đều đặn, thì mình thấy cũng yên tâm. Tôi kể nó báo cũng đều đặn, mặc dù là cái livestream sau khi xong nó biến mất. Còn bây giờ quý vị, livestream xong thì cái livestream vẫn còn, có nghĩa là nó đã điều chỉnh được, thì nhưng mà bù lại thì nó lại không báo cái livestream. Thì tôi cũng không biết cái hệ thống robot của YouTube bây giờ nó loạn kiểu nào nữa quý vị nha. Rồi tiếp tục. Hoan nghênh tân thủ tướng Thái Lan sẽ hủy bỏ việc giải trí với cần sa. Thật sự cần sa là marijuana hay là cannabis thì đều có cái giá trị về y học, tức là có một cái, có một số những cái dược phẩm ở trong đó có thể điều trị về y học. Nhưng mà quý vị, nó chỉ thuần túy về y học thôi, không thể phát triển nó trở thành một cái thứ giải trí được. Cái này tương tự như morphine. Morphine là có cái giá trị giảm đau rất nhiều, cho nên họ sử dụng morphine ở trong cái ngành y tế. Nhưng bù lại thuốc phiện thì không được, mà morphine với thuốc phiện thì nó tương đương với nhau. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là có một số những kẻ lợi dụng vấn đề y tế để mà thúc đẩy việc hợp pháp hóa cần sa. Thì đây là cái mà tôi nói quý vị, nó đã đẩy thế giới tới cái mức gọi là cực tả rồi.
từ từ rồi tất cả những cái ma túy, những cái chất gây chết người đều được hợp pháp hóa hết. Thì cái này nguy hiểm vô cùng nha. Rồi tiếp tục. Wow, à Trung Quốc nổi giận chỉ mới được cái miệng thôi, Trung Quốc làm gì được Đài Loan đâu. À, có giỏi Trung Quốc đưa quân chiếm Đài Loan, người ta mới sợ Trung Quốc. Thật sự quý vị, cái nghị quyết 2758 này vốn đã được ban hành năm 1971, trong đó thừa nhận cái chính quyền hợp pháp của Cộng sản Trung Quốc trên lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc lại sử dụng cái nghị quyết đó cho rằng lãnh thổ của họ bao gồm luôn Đài Loan. Do đó ngày hôm nay các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ và một số dân biểu của Hoa Kỳ đã nói rõ ràng ở trong cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cái nghị quyết 2758 không có một cái chữ nào loại trừ Đài Loan ra khỏi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cả. Và loại trừ Đài Loan ra khỏi cái những cái tổ chức của Liên Hợp Quốc cả. Và lấy này một đơn phương một mình Trung Quốc diễn dịch thôi. Nhưng khổ một cái bây giờ Bắc Kinh đang thao túng rất nhiều quốc gia trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 quốc gia. Thì quý vị, Trung Quốc thao túng trên 100 quốc gia. Do đó, lần nào bỏ phiếu thì Đài Loan cũng không trở lại được cái vai trò của mình ở Liên Hợp Quốc. Lần này thì các thượng nghị sĩ đã áp lực. Và đặc biệt ngày hôm qua, 25 dân biểu và thượng nghị sĩ đã viết thư cho ông Anthony Blinken là trong năm nay cái hội nghị APEC diễn ra tại San Francisco là phải mời bà Thái Anh Văn. Bởi vì Đài Loan là một nền kinh tế thành viên của APEC không thể loại trừ được. Bây giờ Bắc Kinh đang áp lực là phải loại trừ Đài Loan ra khỏi cái khối APEC. Thì quý vị, do đó 25 dân biểu và thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã viết thư cho ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Anthony Blinken. Trong đó họ nói rằng là phải mời bà Thái Anh Văn tham dự trong cái hội nghị APEC tháng 11 sắp tới đây diễn ra tại San Francisco nha. Rồi, cảm ơn Nguyễn Trung Chính đóng góp 100.000 đồng Việt Nam. Cảm ơn rất nhiều. Ok. Wow, à Việt Nam tính GDP đảng viên chứ không tính trên dân, tính vậy làm sao mà không lên được chứ. Thật sự quý vị, IMF World Bank mặc 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 dù rằng họ vẫn dựa trên con số báo cáo và đánh giá của cái hệ thống kinh tế cộng sản Việt Nam, nhưng bên cạnh đó họ có những cái tổ chức độc lập ở trên thế giới để đánh giá từng nước và họ dựa trên cái này nhiều nhất. Do đó World Bank và ADB, xin lỗi quý vị, World Bank và IMF chứ, họ đưa ra họ nói rằng GDP của Việt Nam sẽ không quá được 4 4.6%. Nhưng mà cộng sản thì nó nổ dữ lắm. Nó nổ dữ lắm thì để xem ra như thế nào. Bây giờ thì quý vị cứ nhìn thấy thực tế, tất cả các công ty may mặc đều đóng cửa hoặc là giảm đi ra việc làm. Thì đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Ok. Còn tổng sản lượng nội địa là nó kèm luôn tất cả những công ty gia công vào. Nó ăn gian bằng cách đó. Những công ty gia công không phải là sản xuất. Theo định nghĩa đúng nghĩa, sản xuất là manufacturing, tức là cái công xưởng sản xuất đàng hoàng. Còn làm gia công nó khác. Làm gia công tức là những công xưởng lắp ráp máy móc, nó gọi là assembly thôi đó, thì nó khác. Nhưng mà cộng sản thì đánh đồng cái chữ chữ assembly và manufacturing. Hai cái khác nhau. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng mở một cái hãng dệt là công xưởng. No, nó chỉ là gia công thôi. Tức là nó chỉ là assembly thôi. Chứ nó không phải là manufacturing. Manufacturing là công xưởng sản xuất thật sự. Nhưng mà bây giờ á, những mặt hàng gia công đưa tới Việt Nam, đưa ra ngoài, ra khỏi bến cảng thì nó coi là mặt hàng xuất cảng. Và nó coi là tổng sản lượng nội địa. Thì quý vị, cộng sản nó lấp liếm chữ nghĩa nhiều lắm nha. Rồi, anh nghĩ ngoại giao căng thẳng không? Có căng thẳng rồi đó. Tức là vụ Ấn Độ sát hại thủ lãnh của phe ly khai đó thì có căng thẳng rồi đó. Hôm nay là Ấn Độ đã giới hạn và đóng cửa cái văn phòng cấp chiếu kháng ở Canada rồi, thì có nghĩa là họ phản đối với cái lời phát biểu của ông Trudeau. Ông nói rằng là căn cứ trên cái tin tức tình báo khả tín của Canada là chính phủ Ấn Độ đứng sau vụ ám sát này. Đây là nhân vật lãnh đạo phe ly khai người Sikh, là một cái cho bộ tộc ở tại Ấn Độ, một trong những bộ tộc ở tại Ấn Độ. Họ đang tìm cách ly khai và thành lập riêng một quốc gia. Thì chính phủ Ấn Độ xem nhóm này là nhóm ly khai và họ đã từng truy nã những người này. Và ông này á, lại là một công dân Canada nữa.
mà bây giờ ám sát công dân Canada trên lãnh thổ của Canada thì coi như là Canada không chấp nhận được. Thì có thể sẽ dẫn tới một cái căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ nha. Nhóm lính Wagner chính thức được Nga kiểm soát, nếu Wagner làm gì sai ở nước ngoài có thể trừng phạt Nga không anh? Bây giờ đã trừng phạt Wagner đó, nhưng mà so what? Họ vẫn là nhóm lính đánh thuê. Và bây giờ bất kể sang tên ông chủ là ai thì họ vẫn, cái nhiệm vụ của họ vẫn đi đánh thuê thôi. Họ đánh thuê cho những chính phủ nước ngoài, trong đó họ xuất hiện rất nhiều ở Phi Châu, gần như sào huyệt hoạt động của họ và tài sản của họ được cất giấu tại Phi Châu. Vấn đề là ở chỗ nước nào cũng có lực lượng lính đánh thuê cả, kể cả Mỹ, kể cả Pháp, kể cả Anh, họ vẫn có những cái tổ chức tư nhân đánh thuê mà. Vấn đề ở chỗ là bây giờ Wagner thì dính với chính phủ Nga, thì họ đã bị cấm vận bởi Anh và Hoa Kỳ rồi. Do đó bây giờ trừng phạt thêm cái gì nha. Rồi tiếp tục. Ba Lan và các nước bất đồng về xuất khẩu ngũ cốc, anh nghĩ họ bất mãn bỏ rơi Ukraine chứ đó một mình không? Thì ngày hôm nay chính ông thủ tướng Ba Lan tuyên bố là quý vị có thể tự bảo vệ cho quý vị, chúng tôi đã hỗ trợ đầy đủ rồi. Có nghĩa là phản ứng của Ba Lan khá mạnh đó. Ba Lan là cái quốc gia hỗ trợ cho Ukraine nhiều nhất ở tại Trung Âu và Đông Âu. Nhưng mà bây giờ chính nông dân của Ba Lan họ bị thiệt hại. Bởi vì nếu chỉ đi ngang Ba Lan để xuất cảng qua những quốc gia khác thì không có vấn đề với họ. Khổ một cái bây giờ là lúa mạch và ngũ cốc đều bán phá giá trong thị trường của Ba Lan, khiến cho nông dân Ba Lan chết đứng luôn. Và những cái ngũ cốc này lại được mang danh là hỗ trợ cho Ukraine nữa. Cho nên nông dân Ba Lan và Slovakia, Bulgaria, Hungary chết đứng hết. Họ không cạnh tranh nổi. Mà khiếu nại lên Liên hiệp Âu Châu thì Liên hiệp Âu Châu bây giờ vẫn chưa có một cái quyết định rõ ràng. Thì quý vị, điều này sẽ dẫn tới một cái vụ tranh chấp mới và Nga có thể thọc kẹt bánh xe vào chuyện này. Bởi vì Nga đã giới hạn trên vùng hắc hải rồi. Bây giờ tới cái đường mà đi qua bên Âu Châu thì vẫn còn hỗn, bây giờ tới cái đường đi qua Âu Châu cũng bất ổn luôn. Thì quý vị, và ngày hôm nay Nga lại chơi cái trò đứt xỏ lá là sẽ giới hạn xuất cảng xăng và dầu diesel. Thì có nghĩa là sẽ đẩy giá xăng dầu lên trên thế giới lên cao hơn nữa. Những quốc gia nào lệ thuộc nguồn xăng và dầu diesel của Nga sẽ lãnh hậu quả. Mà nói tới thẳng luôn, Việt Nam 65% nhập cảng xăng từ Nga. Nhập cảng xăng từ Nga, do đó là những quốc gia nào nhập cảng xăng và dầu diesel của Nga họ là thổ huyết. Rồi bây giờ cộng thêm ngũ cốc bị vướng nữa, là coi như cái áp lực này là Liên hiệp Âu Châu là điên đầu rồi đó nha. Rồi tiếp tục. Wow. Thời ông Trump cứu nhiều người Mỹ không tốn tiền, Biden 5 người ở Iran mất tới 10 tỷ đô la. 6 tỷ, 10 tỷ là con số nó bơm lên thôi. Và dưới thời của Obama thì 2 tỷ để cứu được mấy sĩ quan hải quân của Hoa Kỳ bị Iran bắt giữ. Rồi giờ tới thời của Joe Biden là 6 tỷ. Nhưng mà thật sự 6 tỷ này thì không phải tiền của Hoa Kỳ. 6 tỷ này là tiền của Iran bị đóng băng, bị giam cầm ở cái ngân hàng ở Nam Hàn. Thì nó là tiền của Iran chứ không phải của Mỹ. Nhưng thời Obama mà cứu mấy binh sĩ hải quân của Hoa Kỳ bị bắt giữ đó là tiền của chính phủ Mỹ. Hai cái khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị, họ trả tự do với điều kiện phải chung tiền cho họ bằng cách này hay cách khác. Ngược lại dưới thời ông Trump, ông can thiệp là không có một cái tốn một đồng nào luôn. Thì quý vị, ông Trump là người đã là tác giả của cuốn sách có gọi là Art of Deal, tức là nghệ thuật đàm phán. Ông là tác giả của cuốn sách đó lúc mà ông còn chưa tham gia vào chính trị đó. Do đó, nói về nghệ thuật đàm phán, ông Trump rất giỏi. Mà thật sự đã chứng minh trong 4 năm của ổng, ổng ép ông Kim Jong Un 3 lần gặp ổng. Ổng khiến cho phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi Bahrain, rồi Morocco và Sudan phải kết nối bang giao với lại Do Thái. Ông Trump có một cái nghệ thuật đàm phán rất giỏi. Do đó ổng thành công trong những vấn đề này. Thì quý vị, cái vấn đề ở chỗ
là ông Trump có cái nghệ thuật này, nhưng mà ngày hôm qua thì Zelensky đã chơi cái trò rất là láo cá, kêu ông Trump công bố cái bản kế hoạch hòa bình, trong khi ông Trump giữ cái đó để làm một trong những cái tín dụng của ông, thì Zelensky kêu công bố ra, và Zelensky chặn đường trước là không có nhượng bộ bất kỳ một mảnh đất nào. Tại vì ông Trump tuyên bố chỉ cần ông đắc cử tổng thống là ông chấm dứt cuộc chiến Nga và Ukraine trong vòng 24 tiếng. Ông sẽ đưa Putin và Zelensky vào trong cái phòng rồi hai người thương thảo với nhau. Đó là cái cách của ông Trump, nhưng mà chi tiết như thế nào, làm sao ông thuyết phục được Putin và Zelensky ngồi chung một phòng thì ông không nói. Bây giờ Zelensky lại lên tiếng ép ông là phải disclose, tức là phải công bố cái bản kế hoạch của ông ra. Thì ông vẫn chưa lên tiếng ngày hôm nay, tôi đang chờ coi ông Trump ngày hôm nay lên tiếng như thế nào. Nhưng có một cái chuyện khá đặc biệt mà tôi nghĩ rằng là có một cái gì đó bất bình thường. Tại vì trong lúc này Zelensky đang có mặt ở Washington DC và New York. Ông có mặt New York rồi, bây giờ ở Washington DC gặp gỡ với Joe Biden. Thì cùng một lượt thì Zelensky, tức là một trong những ông tổng thống mà bị đám Âu Châu đóng đinh đó, dẫn tới một cái cuộc biểu tình ở Ukraine, rồi bầu cử lại ông Poroshenko mới làm tổng thống đó, Yanukovych. Thì quý vị, ông này cũng đang có mặt ở Chicago cùng với lại vợ của ông. Mà ông này ngày xưa là ông thân, ông không muốn deal với lại đám EU, ông deal với Nga. Cho nên đám EU mới thọc gậy một cái cuộc biểu tình năm 2013, dẫn tới một cái cuộc và biểu tình lật đổ chế độ của ông, rồi mới bầu ra ông Poroshenko. Thì Poroshenko mới bắt đầu ký kết với EU và nghiêng về phía EU. Và dẫn tới năm 2014 thì Nga tấn công vào Crimea. Thì cùng một lượt Zelensky có mặt ở Mỹ, thì vợ chồng của ổng cũng có mặt ở Mỹ, đang ở Chicago. Thì chưa biết là ý niệm như thế nào. Và thứ hai nữa, tôi nhìn thấy Joe Biden rõ ràng ông ta đang có một cái khuynh hướng cực tả vô cùng. Ông sẵn sàng tiếp đón Zelensky ngay tại tòa Bạch Ốc, nhưng mà ông tiếp thủ tướng Do Thái đồng minh của Hoa Kỳ không ở tòa Bạch Ốc, ở New York. Tức là ông cũng không muốn ông Netanyahu trở lại tòa Bạch Ốc thăm ông trong vai trò tổng thống. Thì quý vị, những chi tiết này cho thấy rằng là ông Joe Biden, mục tiêu của ông xem kẻ thù của ông là những người khuynh hữu, chứ không phải là cái đám độc tài toàn trị. Zelensky, ông tiếp đãi ngay trên tòa Bạch Ốc. Còn Netanyahu, Benjamin Netanyahu thì ông không mời vào tòa Bạch Ốc, ông tiếp đãi ở trên cái khách sạn ở tại New York á. Thì quý vị, những chi tiết này cho thấy cái khuynh hướng của Joe Biden, trong mắt của ông ta những người bảo thủ là kẻ thù, còn những kẻ độc tài toàn trị là có thể thỏa hiệp được. Do đó tôi không biết được nha. Rồi tiếp tục. À, wow. Wow. Các nguyên thủ đi ra nước ngoài để hội họp, họ không sợ bị ám sát. Nếu họ sợ, họ đâu có làm nguyên thủ. Nếu họ sợ, họ đâu có làm nguyên thủ, và họ đi tới quốc gia nào đều có sự bảo đảm an ninh cả. Chỉ có mấy đứa đầu óc gọi là ngu dốt giống như cộng sản, cứ nghĩ là lãnh đạo đi ra là bị ám sát, lãnh đạo đi ra là bị ám sát thôi. Đó là cái lối suy nghĩ ngu dốt của đám cộng sản đó. Còn tất cả lãnh đạo từ Kim Jong Un đi qua bên Nga cho tới ngày hôm nay, là chuẩn bị tuần này là Bashar al-Assad lần đầu tiên trở lại Trung Quốc trong vòng 20 năm, không bị gì hết. Còn những thủ lãnh mà thuộc gọi là bất hợp pháp, thuộc phe ly khai đó, thì họ có quyền bị ám sát ráng chịu, cái đó là không nói được. Còn lãnh đạo nguyên thủ quốc gia, họ được sự bảo đảm của những quốc gia đó nha. Rồi, ông Trump chưa thắng, có quyền lực gì để giải quyết cho Nga và Ukraine? Thì đã, ông nói rồi đó, ngày nào ông thắng mà. Ông nói là nếu ông đắc cử tổng thống, có hiểu cái câu nói của ông không? Nếu tôi đắc cử tổng thống, tôi sẽ đưa Zelensky và Putin vào một căn phòng để đôi bên thương thuyết với nhau và chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 tiếng. Ông dùng chữ nếu tôi đắc cử. Chứ tôi, ông đâu có nói là bây giờ ông có quyền lực đó đâu. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. À. Wow. Lướt qua một số những cái
đọc rồi nha. Ok, hèn gì hôm nay xăng tại Việt Nam lên giá. Thật sự quý vị, Nga vừa mới đưa ra cái quyết định này thôi. Và nếu quyết định này đưa ra như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới mùa đông. Tức là phía Nga đang sử dụng cái nguồn xăng, dầu và năng lượng là một thứ vũ khí. Tại vì mùa đông sắp tới, các quốc gia đều sử dụng năng lượng cao hơn. Có khi cao hơn cả mùa hè nữa. Thì bây giờ tất cả các quốc gia phải đối diện. Và tôi nói với quý vị là Nga đã biến cái lúa mạch, ngũ cốc và năng lượng trở thành một thứ vũ khí rất lợi hại của họ. Mỗi lần mà họ họ chuyển động một cái là cả thế giới này mình. Đó, kỳ rồi họ rút ra khỏi cái hiệp ước về xuất cảng ngũ cốc ra khỏi hắc hải đó, thì quý vị, giá cả của lương thực đã tăng gấp 3 gấp 4 lần. Vừa rồi thì Saudi Arabia với lại Nga họp lại và nói là sẽ giảm sản lượng sản xuất vào tháng 11 này. Tức là trữ lượng dầu thô xuất cảng sẽ giảm đi. Thì quý vị, giá dầu thô đã dọt lên 90 mấy Mỹ kim rồi. Và có khả năng tuần tới, trong vòng 2 tuần tới, trên 100 Mỹ kim. Hôm nay Nga lại chấn thêm cái việc cấm xuất cảng và giới hạn xuất cảng xăng dầu, xăng và dầu diesel. Thì có nghĩa là các hệ thống vận chuyển trên thế giới lại phải tốn tiền. Những hệ thống máy bay sẽ tăng giá. Những chiếc tàu vận chuyển cargo bằng dầu diesel sẽ tăng giá. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái đòn chính trị của Nga nhắm vào khối Tây phương. Nga tuyên bố giới hạn, nhưng mà họ lại không giới hạn xuất cảng qua Trung Quốc. Họ lại không giới hạn xuất cảng qua Ấn Độ. Thì quý vị, chưa biết được như thế nào, nhưng mà Nga xuất cảng qua Trung Quốc thì họ không có tốn tiền vận chuyển. Tại vì từ ở Trung Quốc mà băng qua cái Mông Cổ là tới Nga rồi. Do đó, họ có một cái đường ống dẫn năng lượng từ ở Nga qua Trung Quốc. Ngược lại, những quốc gia khác bị tốn tiền chuyên chở. Mà bây giờ Nga lại bị giới hạn cái việc mà chuyên chở nữa. Do đó giá thành rất mắc. Cái này là Nga đánh vào cái hệ thống chuyên chở đó. Tại vì trên quy tắc, các công ty sẽ không cung cấp dịch vụ chuyên chở cho Nga. Họ bị lệnh cấm vận. Và các công ty bảo hiểm cũng không bán bảo hiểm cho Nga khi mà chở những cái sản phẩm bị cấm vận ra ngoài. Thì bây giờ Nga chơi lại đó. Ok, các anh không bán cho tôi, các anh không cung cấp dịch vụ này cho tôi, thì bây giờ tôi ngưng xuất cảng. Thì tất cả các công ty vận chuyển trên thế giới đều sử dụng dầu diesel cả. Quý vị nên nhớ, những chiếc tàu chở hàng, chở năng lượng, tất cả đều sử dụng bằng dầu diesel. Bây giờ Nga ngưng một cái là tình trạng dầu diesel thiếu hụt, thì giá phải tăng thôi nha. Đây là đòn chính trị của Nga mà. Rồi tiếp tục. Ok, cái gì Hunter Biden, cái gì là viết không có dấu làm sao hiểu được. Bộ Tư pháp có kết tới hay tên không là không hiểu luôn. Ok, xăng dầu Việt Nam hôm nay lên 900 đồng. Thật sự, Cộng sản đang đè giá xuống, nhưng bây giờ bị trouble. Tức là Bộ Công Thương nó đè giá. Nó đè giá để dân khỏi loạn. Bây giờ qua khỏi mùa hè rồi. Tôi đã nói quý vị, qua khỏi mùa hè rồi là bắt đầu nó sẽ tăng. Tại vì nó chỉ sợ là cái mùa hè nóng quá, dân có thể nổi loạn khi mà không có điện, cho nên tất cả nó tập trung vào mùa hè. Bây giờ quý vị bắt đầu bước qua mùa đông là sự thiếu hụt trầm trọng sẽ diễn ra, kể cả cái nguồn năng lượng điện, khí đốt và xăng dầu, thì bắt đầu nó sẽ tăng từ đây tới mùa đông. Tại vì mùa đông thì nó không sợ, lạnh thì cũng lắm dân đắp chăn thôi không sao đâu, nhưng mà nóng quá dân chịu không nổi. Do đó từ đây cho tới mùa đông á, là tôi tin rằng là cái khâu dân sự sẽ bị cúp điện luân phiên và giá xăng sẽ quay trở lại cái giá thuần túy của nó nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua những cái đọc rồi nha. Đơn giản, chừng nào 45 làm tổng thống thì mới nói ra được chứ. Thì đúng, quý vị, có hai chuyện hôm trước trong cái cuộc phỏng vấn với lại đài NBC đó, thì cô xướng ngôn viên đó, cô đặt câu hỏi là ông có đưa quân giúp Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lăng không? Thì ông nói I won't say, ông nói vậy đó, tức là tôi không nói.
Tôi ngu gì tôi nói ra để cho họ lấy kế hoạch của tôi. Ông nói thì ông nhắm qua Ron DeSantis. Nhưng mà tôi biết ông không phải nhắm vào Ron DeSantis. Ông không muốn cho Joe Biden biết được ý định của ông như thế nào. Do đó, ông không nói, và quý vị nên nhớ là ngày hôm nay cục diện của Đài Loan có được ngày hôm nay là nhờ ông. Nhờ cú điện thoại mà ông nhận từ bà Thái Anh Văn năm 2016. Do đó ông nói I won't say, tức là ông không tiết lộ. Thì bây giờ cái vụ của Ukraine ông cũng ngu gì ông tiết lộ. Mà tôi đã nói với quý vị, ông Trump có cái nghệ thuật đối thoại song phương rất giỏi. Ông có một cái cách dealing. Và ông không muốn nói chuyện đa phương, ngồi xuống nhiều thằng mệt lắm, thằng ý kiến này thằng ý kiến mệt lắm. Tao với mày thôi. Hai thằng thôi. Dễ nhất. Và ông làm được. Ít nhất quý vị, ông chuyển cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở Tel Aviv về phía Jerusalem, không một nhóm Ả Rập nào lên tiếng hết. Đám Âu Châu, ê, làm như vậy là tắm máu Trung Đông đó. Nhưng mà Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều nín hết. Không một nước nào lên tiếng. Và cuối cùng, trong mấy năm của ổng, nhóm Palestine không kích động nổi cuộc bạo động. Ít nhất là ở khu vực của vùng Tây Ngạn và Jerusalem không có bạo động. Không tăng các vụ bạo động lên. Và quý vị, đó là cách của ổng. Trong khi đám Tây Phương, đám Pháp, Đức, ê, Trump, đừng làm vậy. Tắm máu cho Trung Đông đó. Nhưng mà có không? Không có. Nhưng Joe Biden lên một cái là Trung Đông tắm máu ngay. Ngày nào cũng thấy tin là mấy người chết trong cái vụ mà giữa Do Thái và Palestine. Thì quý vị, cái nghệ thuật của ông Trump hay chỗ đó. Ông đưa ra một cái là kể cả những cái quốc gia binh vực cho Palestine đó, như là Ai Cập nè, Saudi Arabia nè, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất nè, Qatar nè, Kuwait nè, đồng loạt im lặng hết. Đồng loạt im lặng hết. Thì quý vị, còn Joe Biden cả 2 năm nay rồi, ông Trump đã để sẵn cục gạch ở dưới mà chỉ có nối lại Saudi Arabia với lại Do Thái thôi, còn không xong nữa. Còn không xong nữa. Mà trong khi ông Trump chỉ có mấy tháng thôi là ông cho 4 quốc gia kết nối bàn giao với Do Thái. Ngược lại, Joe Biden thất bại để cho Saudi Arabia kết nối bàn giao lại với Iran. Mà Trung Quốc làm trung gian. Thì quý vị, Joe Biden không có cửa với ông Trump đâu. Nếu mà nói về chính sách đối ngoại đó, ông Trump là bậc thầy của Joe Biden luôn. Joe Biden chỉ là một cái kẻ gọi là lăng quăng, là nối kết kết bè kết đảng với cái đám Âu Châu thôi. Chứ không đủ khả năng gọi là thuyết phục đó. Tới ngày hôm nay đó, quý vị thấy Kim Jong-un không? Nó fuck out Joe Biden, nó không thèm gặp luôn. Joe Biden đề nghị mấy lần, gọi là vô điều kiện luôn. Unconditional talk, tức là đối thoại vô điều kiện luôn. Nó vẫn fuck out. Nó không thèm gặp luôn. Trong khi gặp ông Trump tới 3 lần, còn mời ông Trump bước chân lên lãnh thổ của Bắc Hàn. Quý vị, nghệ thuật của ông Trump điêu linh rất là giỏi. Ông có cái khả năng về đối thoại. Ông có một cái dứt khoát trong đối thoại. Do đó, ông làm được. Còn mấy cái tên như Joe Biden á, là bị nhiều cái quyền lợi phe phái phía sau nó chi phối quá đi. Cho nên cuối cùng đưa ra những cái quyết định không đâu vào đâu cả. Không giải quyết được vấn đề gì cả. Mấy năm dưới thời của ông Trump á, Nga có dám tấn công Ukraine đâu. Nhưng mà dưới thời Obama nó quốc một cái bập liền. Bây giờ dưới thời của Joe Biden nó quốc thêm một phát nữa. Quý vị phải coi cái uy thế của ông Tổng thống Mỹ như thế nào và nghệ thuật dealing của ông như thế nào. Quý vị còn nhớ ông Trump phải nói là không khác gì Reagan. Năm xưa Reagan đứng ngay trước bức tường Berlin, chỉ thẳng qua bên phía của Đông Đức và nói với John Bachrop, hey, chấm dứt Cold War. Quý vị, sau lời phát biểu của Reagan thôi là John Bachrop sực giật sập toàn bộ khối cộng sản luôn. Tại vì những người này họ đủ cứng rắn để deal. Còn cái đám lăng quăng á, thỏa hiệp á, thì nó cứ thỏa hiệp chỗ này một chút, thỏa hiệp chỗ kia một chút, thỏa hiệp chỗ nọ một chút. Chả được cái gì hết quý vị. Là bằng chứng cái Ukraine bây giờ đó, 19 tháng rồi đó. Cuộc chiến không có dấu hiệu chấm dứt. Nha. Rồi tiếp tục. Nga cấm xuất cảng năng lượng châu Âu thiệt hại chứ đâu phải Việt Nam. Ấn Độ liệu Âu Châu có giải pháp nào đối phó? No. Nga cấm xuất cảng năng lượng là phải gọi chỉ năng lượng là cái gì?
Âu Châu họ nhập cảng cái nguồn xăng, dầu diesel từ Trung Đông và từ Mỹ. Họ đã cấm dầu hỏa của Nga rồi. Âu Châu không bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng nặng nhất là Cộng sản Việt Nam. Tại vì Cộng sản Việt Nam 65% dầu diesel và xăng lệ thuộc vào Nga. Hơn một năm mấy nay á là Cộng sản tìm đủ mọi cách, nhưng mà nguồn xăng bị thiếu hụt, mà thời gian trước quý vị thấy đó là do vấn đề chuyên chở. Thứ nhất là các quốc gia cấm vận, họ cấm Nga đi ngang cái biển của họ, cho nên phải đi đường vòng để chở năng lượng. Mà đi đường vòng như vậy á là cái chi phí cao, rồi cộng thêm một số những công ty thế giới bị gì với cái lệnh cấm vận, không cung cấp dịch vụ chuyên chở cho Nga, cho nên quý vị, Cộng sản Việt Nam bị thiếu hụt xăng dầu là như vậy. Đi qua bên Malaysia, Malaysia nói hết quota rồi. Đi qua Indonesia, Indonesia nói chờ chúng tôi khai thác thêm cái mỏ dầu khí ở Natuna rồi tôi bán cho anh. Có nghĩa là cái nguồn xăng dầu của Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào của Nga. Do đó cái này là thổ huyết đó quý vị. Không những như vậy, lát nữa trong cái chương trình thảo luận đặc biệt tôi còn có cái chương trình mà kỳ này thổ huyết luôn về vấn đề quốc phòng. Một lát nữa tôi sẽ cho quý vị biết cái câu chuyện đó như thế nào. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.